Kính thưa quý vị và các bạn, theo quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025, hai huyện là Bá Thước và Thường Xuân sẽ ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo nhất cả nước. Giảm nghèo nhanh và bền vững cũng là một trong những chương trình trọng tâm trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy chính quyền hai huyện lãnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Dù trải qua nửa nhiệm kỳ đại hội với nhiều khó khăn thách thức, song với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần thoát nghèo của nhân dân, các chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững của Bá Thước và Thường Xuân cơ bản đã đạt được như kế hoạch đã đề ra. Một gia trại chăn nuôi với 4 con trâu, hàng chục con lợn nái, hàng trăm con gia cầm, mỗi năm xuất bán trên 250 con lợn giống, thu nhập từ 350 đến 400 triệu đồng, là thành quả vươn lên bằng sự giúp sức của các cấp các ngành địa phương, với sự nỗ lực của vợ chồng anh Lương Văn Trường và chị Hà Thị Oanh ở thôn Cốc, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Chỉ vài năm thay đổi tư duy sản xuất, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, tuân thủ quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt khoa học hơn, gia đình anh Trường từ một hộ khó khăn thành hộ khá giả trong thôn bản. Bên thôn với bên xã lâu lâu cũng các anh cũng đến kiểu là hướng dẫn mình kiểu là khử trùng lại phun chuồng trại ấy, thì mình cũng tiếp thu rồi mình lại nghe các anh là mình phun khử trùng. Thời gian qua, mô hình chuyển giao và tạo việc làm mới từ nghề mây che đan đã giúp hơn 100 nông dân ở thôn Lau, xã Điền Thượng có thu nhập ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Thường thường chưa có nghề đan lát thì phải lên núi chặt nứa về đan cót. Nhưng bây giờ cái nghề đan lát đã về đến thôn thì là có cái nghề để chị em chúng tôi làm thì cũng đỡ vất vả và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất trồng trọt chăn nuôi, đào tạo nghề, tạo việc làm và sinh kế bền vững là một trong hàng loạt giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững mà huyện Bá Thước đã thực hiện trong thời gian qua. Hàng loạt giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã được Đảng bộ, chính quyền Bá Thước lãnh chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực như nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, du lịch với tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.641 tỷ đồng. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, một thế mạnh của Bá Thước đã thành công trong việc thu hút đầu tư phát triển. Đến nay, Bá Thước đã có 94 cơ sở lưu trú, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Riêng khu du lịch Pù Luông có 75 cơ sở lưu trú với công suất đón khoảng trên 1.500 lượt khách ngày đêm. Đến nay, Bá Thước đã đón 131.086 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 10.846 lượt. Doanh thu năm 2022 đạt khoảng 120 tỷ đồng, 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 43 tỷ đồng. Trước tôi cũng chưa có ý định làm du lịch thì chính quyền địa phương ấy cũng đã có cái lớp tập huấn để cho mình làm du lịch. Sau đó lại chỉ mới mở. Đấy, sau đó các kiến thức thì nói chung là cũng do xã với lại huyện cũng tạo điều kiện để cũng làm các giấy tờ để về pháp lý ấy, mình đủ điều kiện để mình hoạt động ấy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì đã có hơn 43.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó thì có hơn 8.000 khách quốc tế, và riêng chỉ mình 5 tháng đầu năm 2023 thôi thì lượng khách đến tham quan du lịch của Thành Lâm là đã trên 12.000 lượt khách, trong đó có hơn 4.200 lượt khách quốc tế. Cũng như huyện Bá Thước nói riêng, 6 huyện nghèo nói chung, cấp ủy chính quyền huyện Thường Xuân cũng đã nỗ lực rất lớn để thoát nghèo, đạt được mục tiêu mà chính phủ và tỉnh Thanh Hóa đã đặt ra. Một trong những thế mạnh của huyện Thường Xuân là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Từ đó nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nông sản chất lượng cao. Đến nay Thường Xuân đã xây dựng được 8 sản phẩm OCOP, xây dựng được 41 chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm, có hơn 65.500 m2 nhà lưới. Trong khi đó, thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao, tổng huy động đầu tư phát triển của huyện Thường Xuân giai đoạn 2021-2023 đạt 4.181 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư ngày càng đồng bộ. Hiện ở Thường Xuân đã có 4 khu cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với diện tích hàng ngàn hecta. Nhiều doanh nghiệp mới được thành lập và đi vào hoạt động đã tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho 5.000 lao động tại địa phương.
thu nhập thì nếu so sánh ra trừ chi phí sinh hoạt các kiểu thì thu nhập cũng ngang bằng nhau. Lương thì tuy là có thấp hơn lương ngoài Bắc Ninh nhưng mà em lại được lợi ở những cái gần gia đình, gần bố mẹ. Thì bố mẹ cũng lớn tuổi rồi mà, thì ở gần thì có gì tiện thể chăm sóc luôn. Riêng đơn vị chúng tôi thì cũng đã cải tiến về công nghệ, về sản xuất. Thứ nhất là về máy là công nghệ, thứ hai nữa là về cái cải tiến về cái môi trường lao động để thu hút được cái công an việc làm cho người lao động. Cái thứ ba nữa là cái chất lượng sản phẩm, làm thế nào mà phải đảm bảo được cái hàng nó đẹp với đối tác, với bạn, người ta cảm thấy chất lượng như thế là ổn, ok thì người ta nhận cái hàng của mình, thì với đảm bảo được công ăn việc làm lâu dài cho người lao động và cho đơn vị chúng tôi. Thực hiện nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ đại hội, huyện Bá Thước và Thường Xuân nói riêng, khu vực miền núi nói chung gặp nhiều khó khăn và thách thức như đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn lực đầu tư phát triển hạn hẹp, chủ yếu dựa vào nguồn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách của tỉnh. Một số chỉ tiêu khi xác định chưa sát thực tế, tư tưởng trông chờ ỷ lại của một bộ phận cán bộ và nhân dân chậm được khắc phục đã ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của các huyện nghèo. Tuy nhiên, hai huyện nghèo này cũng đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Sau khi đánh giá, sơ kết đánh giá nhiệm kỳ thì đã rút ra bài học kinh nghiệm, tập trung đoàn kết, lãnh đạo có trọng tâm, ở khó trọng điểm. Cái thứ hai là bám sát các mục tiêu, các chỉ tiêu và qua đó là phải xây dựng cái chương trình, kế hoạch cụ thể và chỉ đạo phải sâu, phải sát, bám sát cơ sở, bám sát 5 cái chương trình mục tiêu, 5 cái chương trình trọng điểm đấy và bám sát 5 cái chương trình mục tiêu quốc gia, công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các cái cơ sở hạ tầng. Cái nữa là đẩy mạnh về lãnh đạo chỉ đạo phát triển nông lâm nghiệp, trong đó là chúng tôi đang thực hiện theo hướng đó là tập trung là tích tụ đất đai để mà chỉ đạo lãnh đạo sản xuất, nó đảm bảo là có quy mô lớn. Trước hết là sẽ tiếp tục tạo ra cái sự thống nhất trong nhận thức của toàn hệ thống chính trị, từ cán bộ đến đảng viên và nhân dân, đặc biệt là cái sự đồng thuận của nhân dân để tạo ra cái khí thế thi đua, phong trào thi đua sôi nổi để quyết tâm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ. Thứ hai nữa là chúng tôi ngay sau khi sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện thì chúng tôi sẽ xây dựng các cái kế hoạch căn cứ vào cái điều kiện nguồn lực thực tế của địa phương cũng như sự hỗ trợ tạo điều kiện, sự quan tâm của tỉnh rồi các cái nguồn vốn của trung ương, của tỉnh thực hiện các cái mục tiêu còn lại của nhiệm kỳ. Và thứ ba nữa thì chúng tôi cũng phải tranh thủ tối đa cái sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh cũng như là sự đồng thuận của nhân dân để phát huy cao độ cái sức mạnh nội tại, nội lực của người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là để phát huy những cái tiềm năng lợi thế của huyện để thực hiện được hiệu quả cao nhất những cái mục tiêu để đến năm 2025 thì huyện Bá Thước sẽ sớm thoát khỏi cái tình trạng nghèo và có thể trở thành một trong những cái huyện khá của khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Với những giải pháp quyết liệt đồng bộ, huy động sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị, khai thác nội lực và phát huy nguồn lực đầu tư hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện, mục tiêu giảm nghèo của huyện Bá Thước và Thường Xuân cũng đã đạt được mục tiêu đề ra. Đến năm 2022, Bá Thước đã giảm được hơn 5,6% hộ nghèo và Thường Xuân là 5,8% hộ nghèo so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, Bá Thước còn 23,99% hộ nghèo và 30,17% hộ cận nghèo. Huyện Thường Xuân còn 13,18% hộ nghèo và trên 20% hộ cận nghèo. Thường Xuân và Bá Thước đặt ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là trên 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Đây là mục tiêu rất lớn, cần sự nỗ lực đoàn kết, phát huy từ lực tự cường của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự đầu tư và giúp sức của cả tỉnh, cả nước mới có thể thực hiện được.